Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Shin Dino. Và đây là những cái món đồ chơi mới trong video này của mình các bạn. Cùng với mình kiểm tra ngay lập tức nào để xem đây là những bạn khủng long nào và cách chơi ra sao nha. Đầu tiên mình sẽ lấy cái bạn khủng long to bự này. Ta là khủng long bạo chúa đây. Các bạn thấy không? Đây là cái đồ gấp khủng long, nhưng mà cái đầu nó là cái đầu khủng long bạo chúa. Các bạn nhìn xem nè, nó rất là đẹp nha, cái màu sắc nó khá là nổi trội luôn, và cái hàm răng của nó thì cực kỳ là sắc bén luôn nha mấy bạn. Đây, mình thử lấy một bạn khủng long rồi đó cho bạn nó gấp đi, hay mình bỏ kẹo vào đây là cho nó gấp thử. Đó, thì mình sẽ điều khiển cái bạn khủng long bạo chúa này như là một con khủng long bạo chúa thực sự, và cái màu sắc nó rất là đẹp nè, màu cam, màu xanh, màu đỏ và màu xanh. Rồi ở đây mình sẽ điều khiển nó bằng một cái tay cầm như thế này các bạn. Khi mình kéo nó về sau như thế này thì cái miệng khủng long bạo chúa sẽ ngậm lại nè. Đó. Và khi mình buông nó ra thì cái miệng khủng long bạo chúa sẽ hả miệng rất là to lớn như thế này. Wow. Cắn thử cái tay mình coi. Đó, kiểu vậy các bạn. Rất là xịn sò đúng không? Ok nha, khủng long nè. Nè nè. Ấy, trời ơi. Được rồi, nè. Đó, ghê chưa? Rất là mạnh luôn các bạn. Nó cắn là nó nuốt cái mập vô luôn nè. Đó. Tiếp theo là khủng long bạo chúa. Cũng là khủng long bạo chúa nữa, nhưng mà cái phiên bản này nó là phiên bản khủng long robot mấy bạn ơi. Đây, cái tên của nó là Botasaurus. Ok, để mình mở cái bạn này ra cho mấy bạn xem. Rồi mấy bạn, và đây là các cái thành phần của các bạn khủng long bạo chúa mà sau khi mình đã inbox ra, mấy bạn nhìn xem nè, cái màu sắc nó rất là sặc sỡ. What? Cái gì vậy? Nó còn cử động và phát ra âm thanh được nữa mấy bạn nhìn xem nè. Và cái phần thân của nó là có 3 khúc khác nhau nè, cái phần đuôi nó có thể xoay được 360 như thế này. Nó như một cái spinner mấy bạn. Đây. Rồi cái phần thân body của nó cũng là xoay được luôn nè. Wow, cái con khủng long robot này nó xịn dữ ta. Ok, một lát nữa mình lấy mấy bạn khủng long robot khác ra cho mấy bạn so sánh nha. Rồi phần cổ mình thấy nó có thể di chuyển được cỡ khoảng 90 độ các bạn. Và cái cổ nó hình như là có cái lò xo ở đây sao ấy. Rồi cái phần miệng nè, mình có thể gỡ cái miệng ra. Nó có thể há cái mồm nó ra được các bạn ơi, mình không gỡ được nha. Rồi phần trên này nó sẽ có một cái gì đó, một cái engine, gọi là một cái bộ phận máy để điều khiển cái đầu nó. Đó, nó là con khủng long robot bạo chúa của mình. Rồi cái phần chân của nó này các bạn nhìn xem nè, nó cũng có thể xoay rất là ok luôn nha, xoay một vòng luôn á. Nhưng mà bị kẹt cái tay này, cái tay thì mình cũng có thể di chuyển lên xuống được luôn. Wow, xịn quá ta. Rồi phần thân, trên thân nó là có những cái ống xả bạn ơi, giống như một cái bộ phận máy móc để cho bạn này đẩy cho bạn này chạy đi tới bùm kiểu vậy. Trên này nó có một cái chỗ hình như chỗ này để một cái yên nè các bạn ơi. Đây, chính là cái này nè. Cái này hình như là một cái yên để cho một cái bạn nhân vật ngồi lên cái bàn điều khiển nè bạn. Đây là bàn điều khiển nè, để điều khiển cái bạn khủng long thì mình sẽ gắn thử nha. Oh yeah, chính là nó bạn ơi. Rồi, mình sẽ bỏ một nhân vật lên đây để điều khiển cái bạn khủng long này. Đó. Rồi, còn ở đây cái chân thì mình sẽ gắn cái chân này vào các bạn. Rồi, phần chân mình đã gắn xong nè. Rồi, tới phần này. Phần đế thì nó phải như thế này các bạn. Nãy hình như là gắn sai, gắn ngược hay sao ấy. Rồi, bây giờ mình gắn lại đúng nè. Đó. Nó kiểu như là có một cái mó hít ở trong này đó bạn, để cho cái chân của bạn này đang bước tư thế là bước đi nha. Bạn cũng là bộ chú của mình đang tư thế bước đi nè. Rồi, đó, nó xuống. Yes, và nó đứng thành hai chân như thế này. Rồi mình zoom xa xíu cho bạn xem. Đó. Ok chưa? Hoạt động chưa ta? Hoạt động chưa? Mình thấy công tắc đâu ta? Đây mình cho nó di chuyển đi coi. Di chuyển rất là ok nè, mượt mà nè. Rồi đuôi nè. Rồi di chuyển lên xuống nè. Xịn. Wow. Rồi phát ra âm thanh như thế nào ta? Đây, âm thanh có một cái nút ở đây bạn. Đây. What? Xịn quá ta. Rồi. Cái này là cái hướng dẫn sử dụng để lắp ráp cái bạn khủng long của chúng ta thì mình đã làm xong hết rồi. Rồi, mình để hai bạn đó sang bên để inbox cái bạn khủng long siêu dữ tợn này. Đây là cái bạn khủng long có thể biết đi nè, bước phát ra âm thanh này các bạn. Rồi,
có đèn phát sáng nha. Rồi đây là phiên bản Dinosaur Player. Ok, mình sẽ unbox ra luôn các bạn. Ủa, đây nè, ở đây có hướng dẫn sử dụng của bạn khủng long bạo chúa này. Khủng long bạo chúa này mình thấy nó giống cái phiên bản, ủa, màu đỏ luôn. What? Này bạn, wow. Xịn quá cái đuôi nè. Trời ơi, mình thấy màu vàng ấy ngoài cái hộp các bạn ơi, nhưng mà bên trong nó là có màu đỏ rất là đẹp. Wow, xịn nha. Wow, một bạn khủng long bạo chúa đột biến nha các bạn ơi. Ở cái miệng nó có thể dập lên dập xuống như vậy nè. Đó, cái tay nó cũng di chuyển được nữa. Mà cái tay của nó là có 4 ngón luôn mấy bạn ơi. Rồi nó có hai cái sừng dài như thế này nữa, giống như một con rồng luôn. Cái này đột biến là rồng hay cái gì ta? Ủa sao cái nút này bị gì vậy? Sao nó chạy xuống dưới đây luôn mấy bạn ơi? Oh no. Rồi bây giờ mình gắn cái đuôi vô các bạn ơi. Trời đất ơi, khủng long gì vậy? Rồi vô cái đuôi nè. Vậy là thành công được các bạn khủng long đột biến này rồi. Ê, đánh với khủng long robot luôn. Wow, cái này có pin chưa ta? Chưa có pin mấy bạn ơi, cầm dễ hiểu à. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn khủng long đột biến này đánh nhau với bạn khủng long robot nha. Để coi ai là người mạnh nhất. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Lên, đạn, bắt đầu. Go, bật công tắc lên mấy bạn. Go. Rồi, nó bước đi kìa, những cái miệng nó đóng ra đóng xuống nè nha. Đó, vô nè, khủng long robot. What? Ôi nó cắn cái miệng rồi, nó cắn cái miệng con robot đó các bạn ơi. Trời ơi. Ây. No. Yo. Rồi con robot kìa. Robot không phát ra tiếng kia các bạn. Trời ơi. Quá trời. Cái con này nó bị đứt đuôi luôn. Rồi, gắn lại bạn, cho nó chiến đấu tiếp đi. Trời ơi, con đột biến này nó mạnh quá ta. Đột biến và robot. Wow. Này, cho nó đẩy luôn các bạn, cho nó đẩy luôn con nào mẹ ngã trước nha. Rồi, không đánh luôn. Rồi, mình sẽ lấy cái con khủng long kẹp này để kẹp nó. Kẹp cái đầu nó luôn. Kẹp cái đầu robot luôn các bạn. Không được, kẹp robot không được. À, được rồi nè, What? Chọn cái con kẹp tay này là cái con mạnh nhất rồi mấy bạn ơi. Wow, một cái kịch bản hết sức điên rồ đã xảy ra các bạn ơi. Là cái con khủng long đột biến này, nó đánh nhau với con khủng long robot. Hai con bất phân thắng bại, cuối cùng là cái con khủng long kẹp tay này chính là người đã ra tay tiêu diệt hai cái con khủng long này luôn. Kinh khủng khiếp luôn, wow. Ảo ma thì các bạn ơi, đó, các bạn thấy những nhân vật hôm nay rất là vui đúng không? Rồi, bạn thích nhân vật nào nhất hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Đừng quên ấn like và subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.